bên ngoài, các bạn ai mà muốn chống nắng mà lại make up da, make up cho cái body da của mình nó đẹp á, thì các bạn nên xài cái này. Còn không á là xài chống nắng này nha. Bây giờ cái mình đi quay thì cái mình phải xài chống nắng này đó, các bạn thấy không? Đây, nếp 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 cái này lại đi. Đây, cái chống nắng này thì các bạn có thể đi biển hoặc là đi ra ngoài nắng rất là tiện dụng, các bạn chỉ cần xịt vậy thôi. Đó, các bạn thấy không? Rất là nhanh luôn. Đó. Mình chống nắng này nha. Cái chống nắng này là chống nắng dạng xịt và nó là xịt cho body nha các bạn. Tại vì khi mà Kim Anh không có sản xuất cái loại mà loại chống nắng kem. Cái chống nắng kem á, các bạn phải bôi rất là lâu và mất thời gian. Cái này các bạn chỉ cần lắc đều lên xịt như vậy là xong rồi đó. Đó. Các bạn thấy không? Xịt như vậy thôi rồi các bạn bôi ra vậy là xong. Ha. Đó, là xong rồi. Là nó đã chống nắng cho cái da của mình rồi. Tại vì nó là những cái tia đó các bạn. Rồi xịt dưới chân. Đó. Vậy là xong. Các bạn biết không, khi mà mình xài một cái chống nắng gì, thứ nhất là nó phải tiết kiệm thời gian của mình. Tại mình không có thời gian để mà mình đứng mình bôi, mà bôi nhiều khi không đều, loang lổ tùm lum. Còn cái này á, là nó là dạng xịt, nó gas. Khi mà các bạn lắc đều lên như vậy nè, là những cái dung dịch chống nắng nó sẽ lắc đều lên, và khi đó thì nó sẽ đi ra cái tia này. Nó sẽ, các bạn nhìn thấy nè, nó rất là rộng ha, nó rất là rộng chứ nó không có chút xíu, nó không có một 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 khu. Cho nên các bạn nên, Kim Anh khuyên các bạn nên xịt chống nắng xịt ha. Chống nắng xịt này giá của nó là 600 ngàn và nó được chiết xuất từ dầu hạt macadamia ha, và chiết xuất từ quả bơ này, chiết xuất từ hoa cúc, và nó giúp bảo vệ, cái mil của nó là 150 mil lận nha, và nó giúp bảo vệ và cái da của mình đó trước tia UVA, UVB và ngăn ngừa lão hóa da cho mình, dưỡng trắng dưỡng ẩm sâu cho da của mình luôn nha, và nó giúp cho mềm da, nó tái tạo tế bào da, cũng như là nó kháng nước tuyệt đối nha. Các bạn có thể bơi, đi bơi hoặc là đi biển ha, và nó không trôi luôn, các bạn có thể xài cả ngày. Khi mà các bạn cảm thấy à da mình nó rát hay gì đó thì các bạn vẫn có thể xịt lên được, sau đó các bạn vẫn tung tăng ngoài biển được nha. Và dĩ nhiên trong tạm thời lúc đó thì cái da của mình nó hơi sậm xuống, sậm màu, nhưng sau khi các bạn về các bạn tắm đi thì da của các bạn vẫn trắng bình thường nha. Và nó làm mờ vết nhăn, se khít lỗ chân lông luôn nha các bạn. Có cái chống nắng nào mà nó bảo dưỡng, vừa chống nắng mà vừa dưỡng da như vậy không? Đó, thì nay cả nhà mình nhớ nha.